Đạo lý của con là chạy theo hạng gái hư thân mất nết như vậy phải không? Thưa má. Câm. Còn cô, cô đã biết phận cô như thế nào rồi chứ? Thứ đĩa mén mà đòi đeo chân hạt. Thưa bác, tôi không muốn nghe cô thưa bẩm nữa. Kể từ hôm nay, tôi cấm cô, cấm cô tìm cách quyến rũ con tôi. Kẻ như cô, kẻ như cô không xứng đáng làm người giúp việc cho gia đình tôi đâu. Đừng hòng làm dâu vô ích. Thưa má, xin má đừng nặng nhẹ với Linh tội nghiệp. Chính con là người. Anh Tùng, anh hãy để bác nặng lời sỉ giả em nữa đi. Vì em là gái mà không biết giữ gìn phẩm hạnh. Vì em nghèo, em không xứng đáng với anh đâu. Đó, con có nghe không? Nó biết phận nó nghèo. Còn con biết con là gì rồi chứ? Là một thằng tồi, một kẻ sắp làm người phản bội. Má ơi, chính má, má đã bắt con phải làm một việc trái với lương tâm. Một việc mà người đời luôn luôn nguyền rủa. Ai nguyền rủa cũng mặc họ. Đời mà con, họ nguyền rủa vì họ chẳng có tiền nên ghét ở ganh ăn. Họ càng chửi nhiều thì càng chết đói. Người ta chết vì không có tiền, chứ không ai chết vì bị chửi bới. Dạ, thưa má. Nhưng miệng đời mãi rẻ khinh, kẻ giàu sáng mà bạc tình là vương thất đức. Thà sống trong cảnh cơ hàn mà có nghĩa có nhân còn hơn là phú quý. Tùng, mày đừng có trịch thượng trả treo, đừng có khua môi lớn tiếng dạy đời. Mẹ của mày đang đứng ở đây nè. Mày gian chửi gần chửi xa để cho vui lòng người ta. Thật tao cũng không ngờ mày vì tình mà chửi lại tao. Dạ, thưa má. Khỏi, khỏi phải thưa bẩm nữa. Về nhà rồi tao sẽ trị tội mày. Con sẽ chịu tất cả hình phạt của má. Nhưng con chỉ xin má có một điều là... Cưới con Linh cho mày phải không? Đừng hòng. Tao đã định ngày giảm hỏi của mày rồi. Má, con lành mới xứng đáng là dâu của tao. Còn con Linh này hả? Thứ đồ quả tha ma, bắt nó đi. Đừng có nói với tao nữa. Hãy để nó theo thằng nào thì theo. Trời ơi, Linh. Ai theo ai vậy chị hai? À, ai theo ai thì kệ họ. Chú hỏi làm gì? Tôi hỏi để cho rõ trắng đen, trong minh bạch chuyện thằng Tùng. Chị đừng mong ép nó cưới con lành. Sao vậy? Tôi là chú, tôi cũng có quyền quyết định. Nhưng mẹ nó còn không ai được vào thai. Chú đừng mong làm chuyện ngược đời như vậy. Tôi xưa nay chưa làm điều gì sằng bậy. Thằng Bá Hòa này chỉ biết giúp người ta. Nhưng với tôi thì chú luôn gây sự. Chú quên rằng tôi vẫn còn là chị, là mẹ của thằng Tùng, nên tôi có quyền phán quyết chuyện lập gia đình cho nó với bất cứ ai. Nhưng với con Linh chị không thể khinh thường. Nhà người ta nghèo nhưng dân sạch trong. Chị đừng bắt con chị phải đổi dạ thay lòng. Tôi sẽ giúp thằng Tùng cưới con Linh. Nè, tôi còn sống, chú đừng mong làm chuyện ấy à nghe. Được chứ chị hai. Tùng, chú hỏi cháu nè, cháu có thật sự yêu con Linh không? Dạ có. Cháu có dám sống nghèo khổ với nó trọn đời không? Dạ dám. Còn cháu Linh, cháu có dám nhận má của thằng Tùng là má của cháu không? Thưa chú, đối với cháu, mẹ chồng hai mẹ ruột vẫn là mẹ. Tốt lắm. Nhưng nếu mẹ chồng luôn hà khắc con dâu, liệu cháu có đủ can đảm chịu đựng và hết lòng phụng dưỡng? Thưa chú, ông bà mình dạy, thương chồng phải lụy cùng chồng, đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng cam. Cháu mong sao? Dẹp đi cái thứ đầu môi dốt lưỡi ấy.
cháu nó thật lòng, chị hai à. Chú đừng vì tình xưa nghĩa cũ với má nó mà lo cho nó như vậy. Không phải vậy đâu chị hai. Tôi lo là lo cho thằng Tùng và chị sau này kìa. Cho tôi. Phải. Vì tôi thấy con Hiền và thằng Quang, chúng nó sẽ chẳng lo cho chị được gì đâu. Nhất là khi chị về già đau ốm kìa. Nè, chú đừng nói xấu thằng rể tôi nghe. Rể tôi biết mà. Nó sẽ lo cho tôi như mẹ ruột của nó vậy. Chị biết nó, chứ tôi hả? Tôi biết cả ba nó nữa kìa. Chú, tôi đến đây là để báo cho chị một tin buồn. Tin buồn? Nhưng đối với thằng Tùng và con Linh là tin mừng. Chú ba, tin gì vậy chú? Con Lành gửi thơ cho mày. Lành gửi thơ cho cháu à? Và cả cho má mày nữa. Nè, đọc đi. Đọc lớn cho má mày nghe chứ. Cả con Linh nghe mà mừng. Đọc đi, tao rõ đèn cho bà đọc. Dạ. Kính gửi anh Tùng, như anh đã biết, em với Linh là bạn. Bạn rất thân từ hồi còn nhỏ. Linh là một người con gái có hiếu, là một cô gái ngoan hiền. Linh rất xứng đáng với tình anh. Còn em không thể nhận lấy một người chồng mà em không yêu. Hay nói đúng hơn là em chưa yêu. Em chỉ kính trọng anh như một người bạn, người bạn tốt. Còn với bác, em xin anh cho em có đôi lời xin lỗi là em không thể nhận lời dạm hỏi của bác. Với ba má em sẽ thưa lại sau. Chúc anh và chị Linh nhiều hạnh phúc. Bạn của anh và Linh, Lành. Đó, chị nghe chưa? Không, không thể nào như vậy được. Tôi phải đi gặp ba má nó. Nhất định lễ hỏi phải tiến hành. Còn tôi cũng về lo đám cưới. Cưới ai? Chú già rồi, con ma nào dám lấy chú mà cưới. Cưới ai rồi chị sẽ biết. Linh, vào ngủ đi cháu. Còn Tùng, mọi việc đã có chú lo. Cháu hãy về chuẩn bị đi. Về đi cháu. Hai cháu hãy tin chú. Đi đi. Tùng, Tùng. Được, được rồi. Mày sẽ biết. Còn chú, chú đừng tưởng anh chú mất rồi đó, chú muốn làm gì cũng được. Tôi không thể để cho chú và tụi nó yên đâu. Chú hãy chống mắt mà chờ xem. Thì tôi chờ nè. Anh ba. Chị Năm. Vậy mà tôi tưởng chị đã ngủ. Ngủ sao được anh. Nằm ở trong nhà, tôi đã nghe tất cả. Nghĩ mà thương con Linh. Còn tôi, tôi cũng thương cho số phận của mình. Số phận của cô gái mấy mươi năm về trước. Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nghe buồn lắm anh ba à. Chị buồn sao bằng tôi khổ. Ngày ấy, nhà tôi với nhà chị chỉ cách một con sông nhỏ. Muốn gặp nhau phải băng qua cái cầu khỉ bắc ngang. Mỗi đêm trăng, chị ở bên ấy giả gạo chài đôi. Tôi ở bên này nhìn chị, mà tim nó cũng nhịp như là tiếng ai giả gạo. Hồi ấy, nhà tôi nghèo. Còn anh là con ông chủ đất, nên chuyện gia đình cũng ngăn cách như con sông. Anh biết đâu, mỗi chiều về, tôi nhìn hàng bông một trổ bông, thấy con chim sâu nhỏ nhảy trên hàng rào gọi bạn. Nhìn dưới nước thấy con cá liềm kìm đùa giỡn, tôi nghĩ lại mình sâu trong trời. Chị Năm ơi, con sông ấy vẫn còn hình ảnh cô Yến ngày nào mỗi chiều gội tóc. Mấy mươi năm chị theo chồng, tôi vẫn một thân cô độc. Nhớ cô Yến ngày xưa, tôi đứng bên mấy hàng bông bụp mỗi đêm gió lạnh về.
bao giờ trở lại lòng mình, sao cứ nhớ hoài hình ảnh người đi. Rồi mấy năm nay chỉ trở lại đây, tôi thương cảnh quá bủa nửa đời của chị. Bóng cô Yến ngày xưa trong tôi bừng dậy, tôi cũng thấy trong đôi mắt khi còn thương vẫn hình anh năm nào. Ngày ấy gia đình anh không cho phép. Vì ba tôi muốn cưới cô Liễu cho tôi. Còn tôi nhận về với ba con Linh là theo ý kiến của ông bà ngoại đó. Tôi biết cái chị Năng. Anh biết tôi theo chồng, chứ đâu biết được lòng tôi tan nát. Mỗi bước tôi đi là mỗi giọt nước mắt rơi theo đường. Ôi con sông nhỏ sao như biển đầm mưa cuồng. Anh bên ấy dò nát từng chùm bóng bột, tôi bên này nắm chặt chéo áo cô dâu. Ai biết được lòng người hôm ấy, ai đi rồi bóng ngâu rũng đầy sân. Thoảng trong gió đưa hương ngâu thơm mùi tóc, tôi bâng khuâng như nghe ai than nghe khóc bên cầu. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm đầy ngang trái. Và bây giờ tôi không muốn cháu Linh lặp lại như chị ngày xưa. Tôi không muốn thằng Tùng phải khổ một đời như chú nó. Chị Năm, ngày xưa tôi với chị không thành, nay chị cho phép tôi vì hạnh phúc của hai trẻ nhận cháu Linh là vợ của thằng Tùng, chẳng hay ý chị thế nào? Đó là điều tôi mong muốn, nhưng tôi chỉ sợ. Tôi đã quyết thì Yến mà không, xin lỗi chị Năm, chị hãy coi như đã xong mọi chuyện. Công anh cộng với công nàng thức khuya dậy sớm chẳng màng đêm thâu. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cài vợ cây. Sai rồi Thành ơi, bây giờ đâu còn cái cảnh chồng cài vợ cấy nữa. Người ta cài mái, bừa mái, xả mái, chứ cấy từng tép mạ bằng nọc như ngày trước thì chỉ có nước bán đất không đủ trả nợ nữa. Thì ca dao của ông bà mình để lại làm sao mà tôi nói vậy? Sửa là phạm tội, là mất gốc đó. Hơn nữa, nếu không có con trâu, cây cài như thời ông bà mình mở đất thì làm gì có máy cài, máy sới như ngày nay. Anh đừng vội thấy cái hay cái mới bây giờ nghe, mà vội quên cái cũ à. Cái tốt đẹp của ông bà mình ngày trước nha, coi vậy á mà ý nghĩa đậm đà sâu sắc lắm đó. Quên cái vốn quý hả, truyền thống tốt đẹp coi chừng có ngày mất mạng cả đám à. Biết vậy nhưng mà thôi, ngồi xuống đây nghỉ chân, hút vài điếu thuốc cho khỏe rồi lai ra vài xị. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chính chiều. Buồn nghe tiếng cúng núm kêu, nhớ nhà nhớ xưa. Hoa
nhớ nhà nhớ xứ nhớ người yêu đi lấy chồng. Thành có nghe gì không? Chị Linh mỉa mai tôi đó. Nhưng tao hỏi thiệt, sao đến giờ này mày vẫn chưa lấy vợ? Nghèo, ít học. Mấy chục công ruộng của mày vừa rồi bán hết lúa, không đủ cưới vợ sao? Còn phải trả nợ nữa, còn phải tính chuyện mở rộng thêm, phải tích vốn vài năm. Còn anh, gần trăm công, trúng hơn tôi nhiều, sao chưa về thăm bác? Bà già còn giận, đang chờ dịp. Mình là con trai, trước sau gì cũng phải lo cho mẹ. Giận con thì đuổi xô như vậy, nhưng lòng mẹ, chắc mẹ mình cũng sẵn lòng tha thứ. Còn chị Linh, thương yêu và kính trọng mẹ mình như là mẹ ruột vậy đó. Anh có phước hơn tôi nhiều. Rồi có ngày mày cũng phải lập gia đình, cũng sẽ hạnh phúc bên vợ bên con chứ. Ngày ấy tôi hằng mơ ước, tôi mong có một người vợ thương yêu, kính trọng cha mẹ chồng như chị Linh. Còn bây giờ, anh biết không, từ ngày vào đây, đêm đêm một mình nằm nghe mưa lùa qua lúa xạ, nghe tiếng gió sạc xào là rung rẩy những hàng lau. Chiều đứng ngắm bông tràm rơi trắng trên mặt nước kinh đào, nghe tiếng mũi kêu giữa đêm trường như sáo thổi. Một mình lạnh giữa gian nhà trống trải, tôi thèm được nhìn, được nghe mãi tiếng ru con trong những đêm trăng sáu tháng ngày gian nan, bao cái đắng nhọc nhằn chắc sẽ tiêu tan khi nhìn ánh mắt nằm nghe nhịp dòng đông đưa bên anh lửa bập bùng gió đồng mang mát thơm ngát hương trà sẽ làm lòng người say đắm hạnh phúc này.
bây giờ cần phải quý trọng thương yêu. Anh Tùng ơi, về ăn cơm nghe. Về nghe anh Tùng. Nghe rồi, anh về đây. Về, đừng có buồn nữa. Để tao coi trong này cô nào được được á, tao làm mai cho. Con trai thất tình nhục lắm. Về. Ừ. Dạ, con mời chú ba dùng trước. Chút xíu nữa cái anh Tùng ảnh về. À, chào đệ chú. À, anh Tùng mà ảnh gì á, ảnh gặp chú vô thăm chắc ảnh mừng lắm đó chú ba. Chú cũng vậy, lâu nay không gặp các cháu chú cũng thấy nhớ. Ủa, còn chị Năm đâu? Sao cháu không mời ra? Cơm còn nóng, ăn cho nó ngon, để lâu nguội hết. Dạ, à, má cháu bận nhúng mấy cái bánh tráng để chú cuốn với cá lóc nướng chui. Chà, cá lóc nướng chui mà cuốn với bánh tráng thì nhậu đến sáng cũng không sai. Linh à. Dạ. Con vô kho thêm mấy con cá rô đi, để chút nữa ăn cơm. Má ở đây hầu rượu chú ba cũng được rồi. Dạ. Cầm miếng bánh tráng và cọng cải bẹ xanh khiến tôi nhớ lại mấy chục năm về trước. Hồi ấy anh thích cuốn mấy thứ này với cá lóc nướng trôi mà. Chị Năm vẫn chưa quên những gì tôi thích. Hồi chiều tôi phải lội cả cây số để mua hai thứ đó. Còn cá này tôi phải nướng lửa rôm, thịt nó mới thơm mới ngọt. Uống đi anh. Tội nghiệp quá. Nghe chị nói khiến tôi nhớ An Lộc Sơn. Dục gió ngựa vượt dặm đường tìm trái giải, đem vào Trường An dâng tặng cho vương quý phi. Còn ở đây tôi là kẻ quê mùa nghèo khó, đâu phải thái chân để được nhận những trái lệ chi của An Lộc Sơn Dũng Tướng. Vậy mà hồi đó nhà ông ngoại cháu Linh có đám dỗ, lần nào mời qua nhà tôi cũng được ăn cá nướng chui với bánh tráng và cái mẹ xanh nồng. Mấy chục năm ròng tôi tưởng chị đã quên, thì vẫn nhớ những ngày ở Phú An. Thuở ấy ngày nào ai không đến, lòng này nghe xuống sang nhìn thoảng chút hương nồng.
Dạ, thưa chú ba mới vô. À, chú đang chờ cháu. Con thằng Thành khỏe hả cháu? Dạ khỏe. Còn chú đi đường xa chắc mệt lắm ha. Không sao, vô gặp tụi bay biết được chuyện làm ăn khấm khá là tao hết mệt. Ngồi đi cháu. Dạ. Tùng. Dạ. Rót đi chứ. Chú cháu lâu ngày không gặp, lì một lam trước khi bắt đầu câu chuyện. Dạ. Dạ, mời chú ba. Dạ, kính mời chú. Anh ba ngồi chơi với hai cháu, tôi xin phép vào trước. Chị Năm ăn miếng thịt chứ. Chút nữa tôi ăn với con Linh. Cháu Thành ngồi chơi nha. Dạ, cháu cũng xin phép về. Còn mấy chục bao lúa ở ngoài sân á, sợ mưa đem vô không có kịp. Chà chà, chị Thú làm ăn dữ ha. Sao, cứ vốn liếng rồi. Chuyện con Lan mày tính lui hay tới? Dạ, chắc lùi quá chú ba. Được, tao không ép. Dạ chú ba, ngày mai á chú ba qua nhà cháu chơi nha. Cảm ơn. Sáng tao về sớm, hẹn lần sau. Chú ba mạnh khỏe nha, cháu xin phép. Ở trong này ráng nha. Lâu lâu có về ghé thăm tao thì được rồi. Dạ. Tùng à. Dạ. Cháu còn nhớ ngày giỗ của ba cháu không? Dạ nhớ. Ngày mùng 10 tháng 10. Nhớ sao mấy năm rồi cháu không về? Bất hiếu nghe. Cháu có học chắc đã biết chứ. Dạ cháu biết. Nhưng chú ba ơi, cháu muốn về nhưng sợ má cháu còn giận. Ở trong này ngày làm vất vả quanh năm, đêm nằm xuống nhớ mẹ già không ngủ được. Mỗi lần nghe tiếng quốc kêu vào mùa nước giật, nghe hơi gió bớt về là nhớ ngày dỗ của cha. Cháu muốn cùng lĩnh trở lại quê nhà, xin lỗi mẹ để được đốt ba nén nhang trên bàn thờ cha nhân ngày dỗ. Cháu làm sao quên được ngày cha vắng số gần 10 năm mà cháu vẫn nhớ như mới hôm nào. Ngày ấy cháu còn đang học ở Sài Gòn, khi về đến nhà mắt ba chưa nhắm, bàn tay này lần cuối vuốt mặt cho cha. Mấy năm nay không trở lại quê nhà, đến ngày giỗ con lập bàn thờ con cung. Thương con chắc hồn cha không giận, nên quyền theo khói hương quẩn trong nhà. Tánh y của ba cháu chú biết. Nếu ba cháu còn sống thì chuyện của cháu với con Linh đâu đến nỗi này. Còn ma cháu, chú tin sẽ có ngày nghĩ lại. À kìa Linh, lại đây cháu. Ngồi xuống đây rồi cho chú biết cháu có còn hận con Hiền và thằng Tùng không. Chú ba ơi, cháu vẫn nhớ câu người xưa thường nói: tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tở thiên kim, còn vợ chồng là nghĩa tàu khác. Công ơn cha mẹ phải mang trọn đời. Cháu tuy ít học nhưng cũng biết thế nào là dấu hiền cốt thảo. Cái đạo lý làm người phải đặt lên trên. Phần làm con trước sau phải đáp đền, đó là lời ngoại dạy từ năm lên mười. Đời của cháu và anh Tùng họ ơn chú. Nếu chú không tận tình giúp đỡ thì đâu có ngày nay. Thức khuya mới biết đêm dài, ơn sâu nghĩa nặng đời đời không quên. Nghe được lời cháu chú cũng yên dạ. Hôm nay chú vô đây trước là thăm chị Năm. Vợ chồng cháu và thằng Thành có mạnh giỏi ra sao, làm ăn thế nào?
Thấy mấy đứa bay làm ăn được, tao cũng mừng. Sao là khuyên vợ chồng cháu thử một lần về thăm và tạ lỗi với chị hai. Dù sao cũng là mẹ mà. Lần này cô bồ chị hơi yếu nha, không có mấy cháu bên cạnh chú cũng hơi lo lo. Dạ, cháu xin nghe lời chú. Nhưng về lúc nào thì còn phải tính, vì cháu sợ má cháu chưa hết giận. Lúc nào là tùy cháu. Còn bây giờ chú đi nghỉ nha. Chà, làm có mấy ly mà cô bộ nó quần quần. Linh à, em vào văn mùng cho chú ba nghỉ. Má văn rồi, đâu có đợi đến em. Chà. Chị này có dễ mà chú đau quá mà. Hiền à. Dạ. Ngày mai đám giỗ ba con, thằng Quang về không con? Dạ về chứ má. Má quên ảnh là người con có hiếu sao? Đối với ba má đó nghe, ảnh vẫn kính trọng như là cha mẹ ruột vậy đó. Ừ, thì má biết. Con người ta là gia đình giàu, có học, làm ăn ở Sài Gòn, chứ ai như thằng Tùng. Đó, má lại nhắc đến tên của anh hai nữa rồi. Đã 3 năm nay, từ ngày ảnh lấy chị Linh, rồi cùng gia đình bên vợ trốn đi biệt xứ. Cái thứ ấy không chết bờ, chết bụi thì cũng không ngóc đầu lên nổi. Dỗ cha mà ảnh còn không về thì đừng nói đến ai. Con nghĩ bà thiệt là vô phước vậy đó. Chỉ có một người con trai mà ảnh... Thôi, mày đừng nhắc đến nó nữa. Thứ cái quân từ dưới đất mẹ chui lên, nó đâu có biết ai là cha mẹ. Nghĩa sanh thành nó đã xem nhẹ, thì sống có ích gì cho thế gian. Nhưng mà ảnh vẫn mang dòng họ Phan, mà có chối từ thì ảnh vẫn là con. Tao coi như nó đã chết từ lâu, không có con mà cũng chẳng có dâu. Còn đối với thằng Quang á thì tao thương, dù rể nhưng có nghĩa tình hơn con. Tại chú ba đó nên anh Tùng phải lấy chị Linh, kiếm chị lành phải lỡ vỡ nợ duyên, rồi còn bán ba công đất của cha mẹ, đem hết tiền trò lén người ta. Chú và anh Tùng á thì chẳng biết xấu xa, cả làng này họ cứ nói vào nói ra. Ai nói vào nói ra cái gì vậy Hiền? Dạ. Tại sao cháu không trả lời? Vì nó sợ chú giận. Tôi mà dám giận ai chị hai? Nhưng mà kẻ nào nói lén tôi ha, tôi biết được tôi đập bể đầu. Họ không nói lén chú, mà họ nói công khai. Công khai là chú bán đất để đem tiền cho đàn bà quá. Nhưng mà tôi muốn biết họ là ai. Cái thứ quân thải lai, ăn cơm với mẹ cha đi nói chuyện người ngoài. Mắc mớ gì mà họ xía mỏ vô chứ. Tôi biết kẻ nào tôi sẽ cạo đầu khô. Tôi chỉ nghe thiên hạ bàn tán vậy thôi. Sao chú lại nặng lời với mẹ con tôi? Tôi biết chị không ưa gì tôi, vì tôi binh trực cho thằng Tùng. Chứ ai ăn cơm nhà đi nói chuyện người dân. Nhờ chú binh vực nên nó bỏ nhà bỏ xứ đi biệt suốt 3 năm nay đó. Ngày mai là dỗ cha nó đó. Nó có giác cái mặt về đây đâu. Trong nhà này á, mọi việc chỉ có cháu và anh Quang lo thôi hả? Rồi có ngày nó sẽ thay cháu mà lo cho chị hai. Nó là con trai mà cháu. Tôi không cần. Nhưng có ngày chị sẽ cần chị hai à. Mỗi ngày mỗi già, sức đâu còn như hồi trẻ mà muốn gì được nấy. Người ta nuôi con là để nhờ cậy khi lúc tuổi già bệnh hoạn. Tôi đã có con gái, có rể quý, tụi nó sẽ lo cho tôi. Còn thằng Tùng hả? Tôi coi như nó đã chết từ hồi còn trứng nước. Gì mà dữ vậy chị hai? Hiền à. Dạ. Hồi ba cháu còn sống á, ba cháu thích ăn cá lóc nướng chui. Chú đem mấy con, cháu coi rộng nó để mai cúng ba cháu. Dạ, hồi sáng cháu có mua mấy ký. Mày chê phải không? Được, mày chê thì tao đem về. Anh hai ơi, vợ con anh đã đối với tôi như vậy đó. Anh biết không anh hai? Nếu anh thương tôi như hồi anh còn sống thì ngày mai anh ghé qua nhà tôi, anh
em mình sẽ nhậu lại đây, ba sẽ để cho cá lóc nướng đó nè. À, anh Quang về, anh Quang về kìa má ơi, anh Quang. Dạ thưa má, con mới về. Đi đường xa mệt lắm hả con rể? Dạ thưa má, dạ đi xe du lịch có máy lạnh, không có mệt đâu má. Dạ con chào chú ba. Chào cháu. Vô rửa mặt cho khỏe đi anh. Để anh kêu tài xế đem đồ vô cái đã. Con về cúng ba được rồi, mua sắm làm chi cho nó tốn kém vậy con? Dạ thưa má, đâu có bao nhiêu đâu má. Dạ lần này con chỉ mua có 5 thùng bia hộp, dài 10 ký nho Đà Lạt, một thùng bao dơi Yến Lê. Lâu lâu về mình đãi khách, nó mới quý mới sang cửa nhà. Ôi thiệt là toàn thứ quý, mua cúng cha hơn là đám cưới á. Rể của ba ít có ai sánh bằng. Dạ chú ba ở chơi rồi nhậu, có cô này ở buôn mê thuộc, thịt nhím bớt và tái chanh còn hơn thịt bò nhúng dăm. Mấy thứ đó chú chẳng dùng, ở ruộng vườn chỉ cần có đế khô sẵn nặng với vài cái khế uống lại dài cũng sai cũng tình. Chú ba nói vậy chứ. Chứ sao, vợ chồng cháu Quang là con của nhà giàu, lại ở Sài Gòn quen ăn to xài lớn, mua sắm thứ gì cũng quý nên chỉ cưng. Còn tôi và thằng Tùng ở quê lam lũ làm ăn nên ít được người ta chiếu cố. Chú ba, cháu nó mới về, chú muốn gây chiến sao chú ba? Nói sự đời nghe chơi chứ gây chiến là ít lợi gì chị. Thôi tôi về, để chị còn lo cho cháu. Mẹ vợ con rể lâu ngày gặp nhau, nói sáng đêm cũng chưa hết chuyện. Chú về nghe Quang. Dạ chú ba ơi, để cháu bảo tài xế đưa chú về nghe. Thôi chú đi bộ quen rồi, đi máy lạnh nó lạnh lắm. Má cháu thích lạnh để má cháu đi. Thiệt chú ba lúc nào cũng có ngặt như là lưỡi câu vậy đó. Thôi con vào con lo cơm nước cho chồng con đi. Dạ. Nè nhớ nấu nước nóng cho chồng con tắm nghe. Dạ. Thôi đi em, em hãy ở lại đây để anh thưa má một chuyện. Chuyện gì vậy con? Mới về hãy lo tắm rửa cho nó khỏe đã, ăn uống cho nó lại sức rồi mai mốt nói em được sao? Dạ thưa má, chuyện này gấp lắm má à, để trễ sẽ mất lợi lớn. Chuyện làm ăn hả con? Dạ, nhưng con vẫn còn băn khoăn là không biết có nên thưa với má hay không. Có gì mà con ngại, nếu chuyện làm ăn mà có lợi thì chẳng những má nghe mà còn có thể giúp cho con được nữa kìa. Dạ thưa má, nếu được má thương và sẵn sàng giúp con có điều kiện kinh doanh, hầu lo tương lai của Hiền được hơn chúng bạn gần xa, làm chồng con mới yên tâm. Nhưng đã bao năm con chưa làm được việc gì, không phải là con bất tài mà vì bi vốn chẳng bằng ai. Con định nhờ bạn đi vay chừng 100 cây vàng để con nhập vô khai thác nhà hàng và làm khách sạn mini. Vốn một lời hai con sẽ trả 15 phân lời. Con là rể của má rồi, chuyện vàng hãy để má lo. Nhưng lòng con vẫn đắn đo vì má phải hỏi anh Tùng, vì anh là con ruột trong nhà, còn con chỉ là con rể. Má vẫn biết thế, nhưng rể đáng quý như con, dù ruột cũng
Dạ thưa má. Mới dù má có giận anh Tùng thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn là con của má. Còn đối với con trước là người xa, là nay được má thương nên cho con làm rể trong nhà. Con đâu dám sanh với anh hai, sợ lối đào ông bà. Nhà này chỉ có anh hai là người nổi giỏi. Nay anh chưa về những tình mẫu tử dần thiên liêng. Còn con dù má vẻn hiền có thật giả mến thương, nhưng là rể thì tốt thế nào vẫn là người ngoài cuộc. Con không muốn sớm làm gì, nghĩ rằng má quý má thương người dân khác họ hơn anh Tùng. Má đã nói rồi, người ngoài mà sống có tình có nghĩa thì vẫn đáng quý hơn là ruột thịt mà chẳng ra gì. Má giận anh con mà má nói vậy, chứ má con nghĩ là... Nè, anh đừng có nghĩ khác, mà má sẽ buồn đó. Thiệt. Thấy má buồn, anh cũng đau từng đoạn ruột. Má đã già mà sao vô phước hơn người. Phải chi anh không bận chuyện làm ăn ở Sài Gòn, anh sẽ về đây nuôi má. Những khi tôi lửa tắt đèn có mẹ có con, anh và em đi rồi nhà này sẽ trống trơn. Những khi trái gió trở trời lấy ai lo cho má. Thời son trẻ má đã gian nan vất vả, ta là con phải lo cho má lúc về già. Má bây giờ chỉ trông cậy vào con. Còn thằng Tùng á, má đã coi như là không có nó. Má, con xin má đừng có làm vậy. Dù sao anh Tùng cũng vẫn là con trai. Nhưng là con trai bất hiếu. Còn con là rể, nhưng rể thảo ngay. Dạ, con cảm ơn má. Mà nè, con định trả cho người ta 15 phân lời thiệt hả con? Dạ. Uổng, uổng lắm. Tiền đâu mà trả cho họ dữ vậy? Làm ăn mà má, muốn có vốn phải trả lời. Họ lời một, mình lời trăm. Thôi, hãy để lời ấy trả cho má. Ngày mai cúng ba xong, má sẽ gom hết đưa cho con. Vợ chồng con làm ăn cũng như giữ giùm cho má vậy mà. Hiền à, anh ngại quá à. Em cho anh biết đi, em cho anh biết là anh có nên nhận lời của má giúp anh không em? Sao anh hỏi như vậy? Bộ anh chê vàng của má hả? Anh đâu có dám phụ lòng tốt của má. Nhưng mà anh sợ. Con sợ gì? Má giúp vốn con làm ăn mà. Con hãy coi vàng này á cũng như của con vậy. Nhận đi con, đừng từ chối, má sẽ buồn lắm đó. Dạ, nếu má nói vậy thì con sẽ lên Sài Gòn ngay, để bàn với bạn của con, đừng có nhận chỗ khác. Ừ, đi ngay đi con. Dỗ cha năm nay không có mặt á, thì còn năm tới. Chứ làm ăn mà bỏ lỡ cơ hội sẽ không bao giờ còn dịp tốt nha con. Đi đi con, đi mau đi, đừng để nó hỏi chỗ khác, uổng lắm. Dạ, con xin nghe theo lời má. Thưa má, con đi. Anh đi nghe Hiền. Dạ. Đó, má thấy không? Chồng của con làm ăn lớn như vậy đó, mà chú ba với anh Tùng lúc nào cũng tìm cách nói xấu không hả? Tao nói thằng Tùng nó là cái thứ... Thưa má, con mới về. Tao tưởng mày đã bỏ thay ở xứ người rồi chứ, nay còn dắt cái mặt trở về đây làm gì nữa?
Dạ, ngày mai đám giỗ ba, con đem một ít cá lóc, lươn và bông điên điển về để cúng. Có hiếu quá ha. Cúng cha bằng bông điên điển. Anh Quang ảnh có mua bơm, lê, thịt nhím và bia hộp về cúng ba rồi. Còn nó là con trai mà lại cúng bông điên điển. Sao không hái luôn bông đưng, bông lát cho đủ bộ tam sơn? Thưa má, hồi còn sống, ba thích cá lóc nướng trui, thích lươn với bông điên điển. Mỗi lần được ăn những thứ này, ba con thường bảo, khi tao chết, hãy cúng tao như vậy. Đừng có làm món ngon vật lạ, vừa tốn tiền, vừa nghịch ý tao. Nay cũng ba con chỉ chọn thứ ba. Lòng con giữ trong lòng. Chắc hồn ba sẽ hiểu con, dù đây chẳng phải là vật nghi ngon, nhưng của ít lòng nhiều. Xin má và em hiền đừng chê. Anh là con trai sẽ nói giỏi thông đường, còn tôi là con gái ăn cơm nguội ở ngoài sân. Dỗ của ba tôi đâu có dám dành phần, nhưng anh bỏ nhà đi thì tôi cũng phải ráng lo chứ sao. Thằng Quang là rể mà còn hơn ruột thịt, dù bận trăm công ngàn việc nó cũng về. Còn con bỏ ba phải chờ mong. Không, không ai chờ ai đợi cái thứ con nghịch tử. Đi đi, ba mày không ăn đâu mà cúng. Hiền, trả hết những thứ quý ấy lại cho nó. Nó không lấy, quăng hết ra sân cho tao. Má, mày tiếc phải không? Nè, tiếc thì hãy đem về ăn giọng đi. Còn không lấy hả, đưa tao, quăng ra ngoài sân. Ai à? Đứa nào đứng lấp ló ngoài sân đó, ăn trộm phải không? Dạ, Linh, vợ của con. Vợ mày? Ai cưới hỏi hồi nào mà mày gọi là vợ? Dạ, dạ thưa má. Tôi không phải là má của cô. Xin cô đừng giả thưa như vậy, làm cho tôi xấu hổ với xóm dưới đồng trên. Cả thằng Tùng cũng không phải là con. Má, con xin má xót thương và cho chúng con về đây nhận tội. Cái tội tự y kết thôn tội bỏ nhà bỏ mẹ bỏ em. Mày đi thì nhà này còn, tao đỡ phải tốn của tôn con. Lo chăm sóc cho mẹ già, đã có con này và anh Quang. Cô ba, xin cô vì tình nghĩa anh em mà nâng niu mẹ. Tôi bảo cô hãy đi mau, nhà này chẳng chưa gái theo trai. Má ơi, con nhận làm vợ anh Tùng chẳng qua là vì cái tình cái nghĩa. Chứ nào phải con ham giàu sang mà quyến rũ anh Tùng. Đời con đã chịu cảnh đắng cay, mưa nắng lạnh lùng. Nghèo khổ đối với con chỉ là năm tháng tạm, đạo lý ở đời mới là gia sản đáng nâng niu. Con sống với anh Tùng đâu đòi bạc nén vàng thôi. Nếu má chưa thương, xin má cũng nhẹ lời. Đối với con chịu được má ơi, nhưng đối với anh Tùng
sợ anh không chịu nổi với họ hàng lối xóm. Cô dạy tôi đó hả? Tùng, mày dẫn cái thứ hư thúi này về đây để nhục mạ mẹ mày đó phải không? Phải không? Má hỏi làm chi cho uổng tiếng. Nồi nào thì úp dung nấy mà má. Cô ba ơi, cô với tôi cùng là phận gái. Cuộc đời còn dài, chưa biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Mai với rủi có ai biết trước. Giàu với nghèo, chắc gì vẫn đảo lộn trước nghịch cảnh biến thiên. Tôi vì nghèo lại xấu số vô duyên. Cô diễm phúc hơn tôi, sao không mở chút lòng đổ lương anh Tùng. Dù sao cô cũng cùng chung quyết thống, sao cô chẳng thương nhau mà còn lớn tiếng nặng lòng. Má ơi, đời con gái ai không muốn về nhà chồng giữa hai họ, có cha có mẹ nào lại muốn con mình xách gối theo trai. Nhưng trò đời nghịch cảnh thường lá lai, chứ ai là yên rơi vào vòng quan kiên. Đó là chuyện của cô, tôi không cần biết. Tùng, mày với nó hãy ra khỏi nhà tao, đi mau. Má ơi, má hãy cho con ở lại cúng ba. Chiều mai khi cúng xong, vợ chồng con sẽ ra đi liền à. Ba mày không ăn uống gì đâu mà cúng. Đừng làm cho hồn ổng thêm tức giận. Anh không giận đâu chị hai. Sao chú biết? Tôi là em chị mà. Dạ, dạ thưa chú ba. Tao nghe con Lành nói thấy hai đứa bay về, tao vội đến đây. Hồi nãy tao có đem mấy con cá lóc đến để nướng cúng ba mày. Nhưng má mày và con Hiền chê, tao đem về. Định sáng mai nướng hết để cúng ba mày. Không về mày cũng về. Xin chú ba. Xin xỏ gì cháu. Nãy giờ đứng ngoài dách tao, tao nghe hết rồi. Sao chị hai? Chị có cho tụi nó ở lại cúng anh hai không? Không. Chừng nào tôi chết, nó mới mong trở lại nhà này. Chừng ấy nó muốn cúng ai thì cúng. Còn bây giờ tôi cấm nó. Chị nói vậy mà nghe được à? Tôi hỏi chị nè, từ xưa tới nay có ai cấm con dỗ cha bao giờ? Nhất là con trai nó phải được cúng thờ. Tại sao chị bắt nó làm điều trái đạo? Vì nó chẳng nghĩ đến gia phong. Giang đơn phương đi cưới vợ, chính tôi là người đứng ra hỗ trợ bán đất vườn cho nó lập nghiệp phương xa. Tôi đã biết vì sao chú làm như vậy. Nè nè, chị đừng có nghĩ tầm bậy à. Thôi đi má ơi, ai mà chịu cha ăn cướp. Cái thứ mèo mã gà đồng thì lớn nhỏ cũng như nhau à. Hiền, tại sao em ăn nói hỗn hào? Nếu không có dỗ ba thì em biết tay anh á. Anh Tùng ơi, một câu nhìn chín câu lành. Mình lâu lâu về hãy để cho gia đình được bình yên. Hiền, đóng cửa. Ai không có phận sự mời ra khỏi nhà. Ma ơi, đêm nay con có thể ngủ bờ ngủ bụi cho vui lòng em với má. Nhưng ngày mai cũng ba con xin được ở lại đêm nay cho vui cửa vui nhà. Con muốn được nhìn khói hương giữa đêm vắng canh ni tà. Con muốn tự tay nấu cho ba ấm trà như ngày ba còn sống. Con muốn được nhìn má đêm đầu mỗi khi nhìn di ảnh của ba. Chỉ một đêm một ngày nữa thôi rồi con sẽ đi xa. Nhớ ngày ba mất, con sẽ lập bàn thờ làm lễ dỗ. Nơi xứ lạ chắc thương con ba cũng đến. Còn hơn về đây mà má và em chẳng vui lòng. Chú ba ơi, má cháu vẫn nên nặng lời như vậy.
Chú thương ba cháu nhiều, xin chú hãy ở lại đây. Chú đã giúp cháu, chắc ba cháu cũng hiểu hết chuyện này. Má ơi, xin má nhận lời của con. Tao đã nói một là một. Hiền, đóng cửa. Má. Thôi đi cháu, hai đứa bay về nhà tao ngủ. Sáng mai tao lập bàn thờ cúng anh hai luôn bên đấy. Ở đây tao mà nổi nóng dễ sinh chuyện lắm. Đi cháu. Hiền, xách bà cái thứ cá lương bông điên điển gì của nó quăng hết xuống mương cho tao. Má. Dạ. Má. Má. À. Má. Tiền ấy con vẫn nhớ. Con sẽ đã đủ cho má không thiếu một đồng. Nhưng mà bây giờ thì... Thì sao? Thì việc làm ăn chưa có thuận tiện. Quang, một năm rồi, má có thấy nhà hàng khách sạn nào của con đâu. Sao vậy Hiệp? Đến con mà cũng giấu má nữa sao? Má, không phải con giấu, mà tất cả chuyện làm ăn á đều do anh Quang quyết định. Anh Quang. Ừ? Anh nói cho má nghe đi. Tại sao đến nay... Đến nay chưa tiến hành được là vì vốn chưa đủ. Anh còn phải chạy lo thêm. Hơn nữa, thủ tục giấy tờ đâu phải nhanh và dễ như mình tưởng. Họ còn xem xét chỗ nơi ra sao nè, phương tiện hoạt động như thế nào, vốn liếng bỏ ra là của ai, hợp đồng lao động có gì đảm bảo đúng quy định không nữa. Trăm thứ một mình con lo liệu. Má, nhưng má hãy an tâm. Chưa làm được ở đây, con sẽ lên Đà Lạt làm ăn chung với mấy người bạn. Họ có vốn nhiều, mình dựa vào đó sẽ có lợi hơn. Quang, con đã làm cho má mất lòng tin, làm ăn gì nữa? Hay là con trả vốn lại cho má? Phần lời khi nào có con trả cũng được. Con đã nhập vô với mấy người bạn rồi, lấy ra đâu có dễ. Được rồi, nếu má sợ, con sẽ giao căn nhà này cho má. Giao nhà? Anh Quang, anh đừng có nói vậy, má buồn. Chị em nghe má nói sao? Má sợ anh không có tiền để trả kìa. Không phải má sợ, nhưng... Xin lỗi má, đã đến giờ hẹn với các bạn của con rồi. Con phải đi Đà Lạt bằng chuyện làm ăn ít bữa. Khi về, con sẽ trả lại vốn lẫn lời cho má, không mất một đồng nào đâu mà má sợ. Không, anh không được đi. Đừng làm kỳ đà cả mũi. Anh Quang, Hiền, con có sao không con? Dạ, không sao đâu má. Hiền ơi, mấy bữa nay má có linh cảm nhà này sẽ xảy ra nhiều sóng gió. Đến bây giờ má mới thấy rõ thái độ của thằng Quang đối với con. Chơi má bằng những hành động vừa rồi, má buồn lắm Hiền ơi. Vàng kia má gom nhúm cả đời, giờ đưa cho nó rồi phải làm sao đây? Chắc là má phải chịu trắng tay, chỉ có nước đi ăn mày, chứ còn biết trông cậy vào ai. Má, con không tin có chuyện này, má đừng buồn làm con khổ lấy. Anh Quang đi Đà Lạt năm ba ngày là để bàn chuyện làm ăn. Khi ảnh về, con sẽ bàn tính lại, trả cho má cả chút lần lời. Còn những câu bất nhã vừa rồi, chắc tại ảnh bực mình vì con đòi theo. Má,
Má mong được như lời con nói. Nếu không chắc má chết quá Hiền ơi. Kìa má, má đừng có nói những điều không tốt. Dù sao cũng còn có con mà. Má, sáng mai má về. Ở trên này con ráng dòm ngó và khuyên ngăn nó, chứ má thấy nó thay đổi nhiều lắm đó con. Dạ, con sẽ nghe lời má mà. Thôi, mình vô nhà đi má. Đi má. Má thấy hơi chóng mặt, cần nằm nghỉ một chút. Mình đi nha má. Má. Má ơi. Má. Má làm sao vậy? Ơi, má. Má ơi. Má. Má ơi má. Má đừng làm con sợ nha má. Má. Anh Quang, anh còn theo tôi về đây để làm gì nữa? Cả trăm cây vàng của má tôi chưa đủ hay sao? Anh đã làm cho má tôi vì khổ đau mà liệt nửa thân người. Giờ còn gì nữa mà anh mong dơ vét chứ? Làm ăn lớn, tiền bạc bao nhiêu mà đủ em? Còn má, má bệnh là do tuổi già sức yếu, có ăn nhập gì đến công việc làm ăn của anh đâu. Anh chẳng có làm cái thứ gì hết á, mà chỉ biết có ăn chơi, lại còn đem lòng phản tôi. Hết con Hồng, con Cúc, rồi đến con Mai, hết Nha Trang, rồi lên Đà Lạt. Đó là chuyện quan hệ để làm ăn, chớ nào phải anh cố tình lăng nhăng. Còn tiền lời mỗi tháng 15 phân, tính cả vốn lẫn lời vừa đúng 1 năm. Tại sao anh không nói gì với mẹ, để mẹ tức giận mới sanh bệnh thình lình? Đâu phải anh cố tình làm ngơ, chẳng qua là vì làm ăn thất bại. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, vợ chồng với nhau sao em chẳng tính lòng. Tôi với anh không còn chi là tình chồng vợ. Hãy chia tay đi, mỗi đứa một con đường. Nhưng còn nữ trang, còn hôn thú buộc ràng, cô phải nhận một trong hai điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Đơn giản, đưa hết nữ trang cho tôi, tôi sẽ ký vào đơn ly dị. Còn số vàng của má tôi, anh hãy trả đủ cả vốn lẫn lời. Tôi sẽ trả hết nữ trang cho ba má anh. Cái gì? Số vàng ba đưa cho tôi đó hả? Ai làm chứng? Anh. Không có gì là bằng chứng cả. Không có một chữ để làm tin. Anh. Không có bằng chứng phải không? Như vậy coi như là tôi không có mượn bà. Và như vậy có nghĩa là mẹ con cô cố tình dù không tôi. Anh là thằng đốn mặt, là kẻ bất lương. Thứ gì cũng được. Sao? Tôi lặp lại, có chịu đưa hết nữ trang cho tôi không? Không bao giờ. Không bao giờ. Nghe dễ dàng quá ha. Nếu không đưa, buộc lòng tôi phải thô bạo với cô. Anh. Đưa không? Không. Không à? Vậy thì tôi sẽ lột hết, không chừa cho cô một phần dính túi nữa. Có đưa không? Đưa không? Không, tôi không đưa đó. Không. Đưa đi. Không. Má ơi. Bảo đi. Cứu con. Bà con ơi, cứu tôi. Mở ra cha. La hả? Nó bóp thọng mình cho mày la hả? Quang. Quang ơi, tại sao con lại làm như vậy? Bệnh mà ra đây làm gì? Tôi cần vàng, cần ngột xoàn của vợ tôi để trả nợ. Đây là chuyện của vợ chồng tôi, má không có quyền can thiệp. Rồi còn số vàng của má? Vàng nào? Vàng gì? Dạ, của má cho con mượn đó. Ai mượn? Nói nghe ngộ quá. Tôi không mượn của ai hết á. Nè, bà đừng có vu khống nghe chưa. Quang,
Tại sao con lại bất nhân với má như vậy hả Quang? Kẻ bất nhân chính là bà. Bà nghe lời nhiều nên tối mắt. Bà chơi vai cắt cổ chứ nhân đạo gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi đã lầm. Quang ơi, mày mau ra khỏi nhà tao đi thằng khốn nạn. Đến bà già. Má, bệnh hoạn mà không lo nằm nghỉ. Tôi cấm bà chửi tôi nghe chưa? Nếu mà còn chửi thì một tiếng nữa hả? Xin lỗi, tôi không tha cho bà đâu. Mày, mày, má ơi, má. Trời má ơi, má. Đó, má bắt tỉnh lại đi cho xỉu không? Anh Quang, anh không được hỗn hào với mẹ của tôi như vậy. Má, má, má ơi, con khổ quá má ơi. Má ơi, Hiền, Hiền ơi, Hiền ơi, thấy con đau khổ má đứt từng đoạn ruột. Con phải đây là sự dai trả đối với mẹ con mình không con. Má, giờ má mới thấm thía câu ruột bỏ ra da bỏ vào. Đời má nghĩ cho kỹ, có khác nào là quả núi tu. Cả đời gian nan nay sức khóc hồi đứt gân máu chết bây giờ. Mọi chuyện đắng cay con đã góp một tay, mới có cảnh trạng hôm nay. Xin má chớ đau buồn, hãy tĩnh dưỡng tâm thần rồi dần dần sẽ qua. Mơ thấy xót xa và ân hận vô cùng, nghĩ thương thằng Tùng và con Linh. Mơ, má ơi, nhắc đến anh Tùng và chị Linh càng làm cho lòng con thêm xấu hổ. Nhớ tới cái ngày đám giỗ ba, anh chị mới về nhà bị má rầy má đuổi. Cả hai vừa khổ đau vừa thui thủi đi. Ngoài trời mây đen kéo tới, lòng anh chắc cũng mang theo bao đen tối ưu phiền. Từ ấy đến nay anh chỉ không một lần trở lại, chú ba cũng ít đến nhà mình, chắc giận má và con. Nay trước cảnh tình này con mới thấy nhớ thương, tình máu thịt mà con nợ xem như người dân. Nay trong này chỉ còn có con với má, khi mình nắng nắng thì mọi chuyện đã muôn màng. Thôi 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 thôi, tôi không còn đủ thì giờ nữa. Ngắn gọn, cô có chịu đưa không? Nói mau đi, tôi còn lo liệu. Đây là nữ trang của ba má anh cưới tôi, anh không có quyền đòi lại. Cái gì? Không có quyền hả? Nè,
Cô không đưa thì đừng trách tôi độc ác nghe chưa. Một lần chót, đưa không? Không. Nếu như cô không đưa, buộc lòng tôi phải giết cô. Trời ơi, Quang à, Hiền ơi, Hiền, bố người ta chết cô rồi. Quang ơi, mày giết vợ mày, Quang ơi. Quang, hãy dừng tay. Thằng bất lương, thằng chồng khốn nạn. Cái thứ đàn tiếp lưu manh, muốn sống còn thì hãy đi nhanh. Chú ba, xin chú hãy thẳng tay trị rừng phượng vô đạo. Nó đã giật hết vàng bạc của má con, rồi bây giờ lấy hết cả nữ trang. Nè 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 nè, ông là người ngoài không có mắt mớ gì phải liên can. Chuyện của gia đình này hãy để cho chúng tôi liệu toan. Ê thằng kia, con dao phai của tao sẽ đâm mày đổ ruột. Chú ba, cho cả xóm dưới đầu và trên biết cái phường vô đạo lưu manh. Cái gì? Ông muốn đâm tôi hả? Nè 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 nè, không có giỡn nghe chưa? Tôi tố cáo ông đó. Tao cho mày tố cáo. Chú ba, quen, mày đừng mong chạy thoát. Chú ba, chú không đâm tôi được, tôi chạy nè. Ông đâm đi. Chú ba, bỏ đi chú ba. Mày đừng cản để tôi trị nó. Thứ bất lương để nó sống hết lời gì cho ai chứ? Chú ba. Nếu chú trị nó là chú phải vô tù vì mang trọng tội giết người, thiên hạ sẽ chê cười. Tôi vừa mất của lại thiệt con, má hãy dưỡng bệnh là hơn, đừng nghĩ đến số phận. Đời má sẽ quý hơn nhà, má còn là tất cả má ơi. Đừng nghe chú ba ơi. Hiền ơi, nghe những lời của cháu khiến chú cũng động lòng. Thân gái mai rủi một chồng, nào ngờ đời cháu quá vô duyên. Chú ba ơi, tôi vô cùng ân hận. Chuyện của tôi khắc khe với thằng Tùng. Rồi cháu sẽ về, chỉ đừng buồn sẽ thêm bệnh một chị ơi. Chú ba ơi, bệnh tình của tôi chắc khô bề thuyên giam. Nếu như tôi có mệnh hệ nào, xin chú hãy dạy bảo hai cháu sau này. Thời gian qua mẹ con tôi có lỗi với chú thật nhiều. Tôi xin chú rộng lòng tha thứ cho tôi với con Hiền được chuộc lỗi lầm xưa. Anh hai chú mất rồi, dòng ngõ chẳng còn ai dỗ cha một bà ông bà. Cho hai chị dùng cho hai trẻ, đừng để nó làm kẻ quên cội quên. Sao lo xa quá, tôi đã cho người đi kêu vợ chồng thằng Tùng. Nay mai tụi nó sẽ về, vợ chồng nó sẽ đưa chị lên Sài Gòn chữa trị. Ít tháng là hết chứ gì. Chú ba ơi, tôi còn mặt mũi nào nhìn vợ chồng thằng Tùng với chị Năm Yên? Tôi đã chê người ta nghèo, còn nặng lời sĩ già miệt khinh. Còn đối với con Linh, tôi cho là hờn hư thân mất nết, vậy mà nó không giận. Còn về dỗ cha chồng, tôi lại lớn tiếng đuổi xô. Nơi lẽ nào tôi trở lại làm kẻ báo thù, thà tôi chết còn hơn để cho con nuôi dựng. Quả báo ngày xưa còn chờ kiếp khác, quả báo ngày nay mới thật nhãn
Chị hai ơi, chị nói vậy chứ con nào bỏ mẹ. Dòng sữa nuôi con nên người như biển rộng sông sâu. Chú biết chưa chú ơi. Ân nghĩa ý làm con phải thờ kính trọn đời. Ai quên cha mẹ đất trời nào tha. Chú ba. Thôi đừng khóc nữa cháu. Ờ à, kìa, ai như là vợ chồng Tùng về đó. Đúng rồi, anh chị hai về nè má ơi. Anh hai, chị hai. Má. Tùng. Con. Chú ba. Anh hai, chị hai ở đây với má nha. Em vô trong nấu cơm. Má, má có mệt lắm không? Hay để vợ con đỡ má nằm nghỉ nha. Má nằm nghỉ đi má, để con quạt cho má khỏe nghe. Má không mệt đâu con. Tùng. Dạ. Con hãy ngồi sát lại đây cho má được truyền hơi ấm. Còn con Linh, con hãy cho má nắm đôi tay. Hai con ơi, má thấy khỏe nhiều và má muốn được ngồi đây. Má muốn chọn giây phút này để nói chuyện với hai con. Mà từ lâu rồi má cảm thấy cô đơn khi tuổi già sức yếu lại mang lấy bệnh vào thân. Càng làm cho má ăn năn đối với hai con ngày nào. Má ơi, chuyện đã qua xin má đừng nhắc đến. Má hãy lo chữa trị cho bệnh lành. Chúng con về lần này là mong được má thứ tha, để cho vợ chồng con được lại ba già ra mắt ông bà. Nhưng thương cháu nội vì nó vô tội trước khi cất tiếng vào đời. Đó là ước mơ của má đã mong đợi lâu rồi. Nhưng biết má còn sống bao lâu để Hiền. Anh ơi, chị ơi, có chuyện gì vậy con? Tại sao em khóc? Cô ba, nói đi cô ba. Má, má ơi, con khóc đây là tuổi cho thân mình bạc xu. Anh chị hai ơi, nhìn anh chị hạnh phúc bên nhau càng làm cho em đau khổ gấp trăm lần.
con gái có mấy ai biết trước. Tưởng sáng giàu nào ngờ bỗng chốc quá phù du. Chị hai ơi, sanh vì chị bây giờ em là người bất hạnh. Đối với mẹ già em chưa xứng đáng là con. Đối với anh hai em xem nhẹ hơn người dân. Giờ đây mới thấy đâu là cốt nhục tình thâm gia đình. Anh chị hai thương em rồi chẳng biết ra sao. Rồi còn má nữa. Cô ba đừng có lo, từ nay đã có anh chị hai cô chăm sóc má. Còn chuyện thằng Quang cô ba đã cho anh biết tất cả. Hãy để đó rồi từ từ mình sẽ tính. Em cảm ơn anh chị. Rồi má nữa, ngày mai vợ chồng con đưa má lên Sài Gòn trị bệnh. Má không ngờ. Chị hai ơi, muốn hiểu chuyện xấu tốt của người đời đâu phải một ngày một bữa. Cũng không phải nhìn bề ngoài hay nghe miệng lưỡi thế gian rồi dối cho người ta là kẻ chẳng ra gì. Theo tôi nghĩ, mình phải biết ăn theo thuở, ở theo thời. Cái đạo lý ở đời coi vậy mà không phải dễ. Cái chữ nhân tình thường làm cho người ta lẫn lộn trăng đen. Tôi nói lên điều này không phải là để trách kỷ hay hờn ai, mà tôi muốn nhắc cho các cháu ở đời sao cho phải lẽ. Xong phải biết thờ cha kính mẹ, phải biết làm người đừng để người khinh. Chú ba, nghe chú nói tôi càng hổ thẹn với lương tâm. Thôi, bỏ hết chuyện cũ đi chị hai. Hôm nay cả nhà đoàn tụ, tôi nướng sẵn mấy con cá lóc để cúng anh hai, cho vợ chồng thằng Tùng lại ra mắt ông bà và ra mắt anh chị. Hè. Dạ. Dọn lên cúng đi cháu. Dạ. Tùng. Dạ. Mau đốt nhang, rót rượu ra luôn nha. Còn Linh. Dạ. Lại đây, lại ra mắt mẹ chồng. Mau đi cháu. Dạ, cảm ơn chú ba. Có vậy mà có hậu ha.